nông dân miền Tây xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay mình đi xịt thuốc cho cây cử công trái me lúa OM18 nha bà con. Có cái hiệu hàng chuối đây, miếng 14 công của mình đó bà con. Hàng chuối nè. Và đây là lúa OM của mình. Bữa hổm là cử chú điều là mình chia sẻ cho bà con đằng đó đó. Và hôm nay là mình lợi gốc này. Tại mình đang pha thuốc đó bà con. Sẵn mình chia sẻ cho bà con luôn. Và tại cái miếng này là miếng công điền nha bà con. Mình xạ cỡ nào nó cũng không có vuốt cao lên bà con ơi, nó lùng lùng không à, bởi vì bông nó không có được đã lắm, nó không có được bự, nó không có được dài bà con. Và bị chuột ghế lá gai nè, tại vì lúa lớn rồi với mình không có thời gian mình làm cái bẫy chuột bằng lon bia á, mình có để cuối video á, nên bà con xem cái cách tổ chuột nó cũng hiệu quả lắm. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con cái loại thuốc mà mình xịt để vô gạo liên tục nha bà con. Và bà con chú ý nha, một phần chú ý là bị lép vàng. Trời mưa này là xuống là bị lép vàng quá trời luôn. Và bù hút nha bà con. Quan trọng là bù hút nha. Bù hút để mình nói cho bà con nghe. Là khi mà đất miếng đất của bà con mà như giai đoạn công như mình vậy nè. Mà cặp bên mà đã cắt rồi á, cặp bên bên đó người ta mới cắt đó bà con. Là phù hút của bên đó nó bay qua dữ lắm nha bà con. Cái bên đó người ta xả nếp á, chết cây và phù hút dữ lắm. Là nó bay qua nó hút là bông lúa nó bị lem luôn á. Nó bị như nè, nè. Nè bà. Như nó hút là nó không có, nó bị lép á. Hút là bị lép dữ lắm luôn nha bà con. Nên bà con cũng chú ý nha. Và mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con cái thuốc mà mình xịt cho cơ công trái me này nha. Và mình xịt phòng gầy luôn nha bà con. Bà con nếu mà bà con không xịt thì để nếu mà bà con lúa cân mình thì bà con nên xịt đi. Tại bây giờ ngay đợt này là gầy chữa dữ lắm luôn. Gầy chữa và có hôm mới gầy cám nha. Nên bà con không xịt thì cứ sao là nó sợ là mình cắt ngay cái lúc mà cái ngư còn 2-3 ngày cắt á. Là cái lúc đó là gầy mò nó đẻ, lúc đó mình xịt không có được nữa. Nên mà thàm mình xịt bây giờ đi, tốn một chút của bà con. Mình xịt bây giờ cái lượng nó nhẹ một tí cũng được nữa. Nó phòng ngừa một mớ nha bà con. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ thuốc cho bà con. Đây bà con. Đầu tiên á thì mình xịt là pin này nè bà con. Pin này thì nếu mà bà con có theo dõi của mình á thì bà con cũng biết kìa. Mình tính xài cái thẻ pin mà có thuốc Casumin nữa kìa. Nhưng mà nó hơi đắt quá. Đắt gấp đôi cái thẻ này nên mình không có xài. Thẻ này thì mình mua tiền mua trên mạng nha. Gion 75% là 750 á bà con, thuốc 750 á. Nó có khả năng mà nó không có cháy lá cái thẻ pin này nè. Còn thuốc thứ hai mà mình dùng á bà con là mình ngồi lên lớp hạt là mình dùng cái gói bự này nè. Gói bự 60g luôn. Bà con mua gói bự thì nó rẻ hơn. Có cái là tại vì do mình cũng không muốn xịt do một phần á, là mình xịt cái Nativo này á, là do là mình cầm màu á bà con. Mình cầm màu mình bán để mình kèm bán cho bán kèm tiếp anh mình nằm ở trong luôn á. Nằm ở trong trong hậu nên mình phải xịt cái này và cộng thuốc và thuốc đây là Macojet để cho cầm màu đó bà con, cầm màu lơ đây. Cái cục này thì bà con xem video mình bà con cũng biết đó là Macojet là mình đông ra mình xịt hỗ trợ thêm Nativo một ít là để cho nó cầm màu lơ, một phần là nó vô gạo luôn, một phần là để nó cầm màu luôn nha bà con. Hai hồi này nó hỗ trợ cho nhau. Nhưng bà con mua Anchacon thì nó đắt. Thấy không? Mình xài Macojet. Cái miếng nếp mình xài Macojet cái dàn lá mình thấy rất ok luôn. Để video sau mình có xịt cực cuối mình sẽ chia sẻ cho bà con. Nè. Thì mấy ngày mưa hoài bà con ơi. Lem chứ lắm. Nên mình phải xịt ngừa, một phần là ngừa lem và một phần là cầm màu luôn để bán chung. Là hai cái chai này là mình một chai là mình pha đây nè bà con, một chai mình pha vô pin đây, còn một chai là mình pha là để mò, chai là mình pha mò là đây, mò này là mình dùng Pecina luôn nha bà con, tại vì
thuốc mò bây giờ bà con dùng mấy cái thuốc khác thì nó nếu mà dùng cái thuốc nào mà hiệu quả đặc hiệu quả thì nó sẽ đạt lắm, mà không thì nó sẽ bị phát lại nha, nhưng mà nó diệt thì diệt luôn, còn không diệt là nó phát lại dữ lắm luôn, nên mình dùng là Bacina để ngồi cho nó hiệu quả chắc bà con ơi. Bacina thì này là mình mua là cái nhãn cũ nha. Còn cái nhãn mới bây giờ là nó khác nha bà con, nó màu đỏ, cái nó ở trên đây nè, nó có cái hàng đỏ, nên mà cũng đúng là của Lộc Trời luôn bà con ơi. Bacina mà bà con mua của Lộc Trời mới đúng nha, còn mà không phải của Lộc Trời thì là hàng nhái nha bà con. Còn cái sản phẩm mà vô gạo mà mình ưng ý á, đây mình sẽ chia sẻ cho bà con. Cái sản phẩm này là mình mua là trên mạng, tiền mặt là 150 á, mà không biết bây giờ nhiêu nha, mình mua cũng khá lâu rồi, mình mua hồi lúc đầu vụ luôn, nên bây giờ mình làm thì nếu mà vô vụ mình mua thì nó giá nó đắt hơn, còn mua đầu vụ cắt lúa xong mình mua thì nó cái giá thành nó sẽ rẻ hơn là lúc mà trong vụ. Đây Kali Nano, cái Kali Nano này nè, tại không biết sao mà cái chai vuông nó hết rồi, phải được cái chai vuông nặng ký nữa, nano nặng ký nữa là bà con xịt cái hộp gạo nữa bà con, nó no mà nó tròn luôn, nó tròn quay giống như hộp bắp luôn. Nếu mà bà con xịt cái OM thì nó không có no, mình nhìn không có đã nha. Nếu mà hồi vụ trước á, Đông Xuân mình có xịt rồi á, nếu mà bà con muốn ấy thì bà con nào muốn xem á, cái vụ Đông Xuân mà mình xịt á, OE cái đầy thơm á, cái sản phẩm này nè, là mình sẽ kiếm cái đường lên để mà mình cho bà con xem cái hộp mà coi dội hộp bà con nhìn mất ghiền luôn á. Cái thành phần thì đây mình quay ở bên đây tiếng Việt cho bà con xem. Cái thành phần là kali nó cũng ít à, kali nó có 500 thôi, và đạm, không phải đạm mà lăn. Cái thẻ này thì nó hỗ trợ là kali và lăn thôi bà con, kali và chất DB á, và cái này là hình như là canxi và magie và kẽm đúng bà con. Xịt kỳ cái liều lượng thì khuyến cáo thì xịt có 25 thôi, nhưng mà bà con nên xịt là 350. Còn một chai này bà con xịt là 10 bình đúng không? Còn tại cái sản phẩm này là mình dùng cũng mấy năm rồi, tại mình cũng không biết mà đây đợt trước mà mình xịt đi xịt mướn cho người ta nên mình thấy ta xịt rất đạt luôn, nên mình dùng mình bà con bấm vô đây nè. Một là bà con hình như là bữa hôm là mình kết bạn số điện thoại này nè bà con, hai số điện thoại này mình không nhớ là số điện thoại nào nữa, kết bạn Zalo á, Zalo cái số điện thoại này có Zalo nữa. Không thôi là bà con lên bấm lên mạng bấm cái để bấm cái công ty cổ phần hóa sinh Nam Việt này nè, hay là trên mạng á, là nó có số điện thoại để Zalo và Facebook luôn bà con. Bà con kết bạn mà có cái là cái công ty này ít trả lời Zalo lắm bà con ơi. Hồi lúc mà gần cuối vụ gần công này nè, mình có liên hệ mà nhắn tin ít trả lời quá, bởi vì mình cũng không có điện. Thường là mình nhắn tin để mình xem cái mặt hàng nó hiệu quả như thế nào, cái công ty này có những loại thuốc hay lắm bà con. Thứ nhất là mập đồng rồi đó, mập bông, cái mập thăng, sản phẩm mập thăng cũng hay nữa, và sản phẩm vô gạo. Cái sản phẩm vô gạo này cộng thêm cái sản phẩm mà nano cũng của công ty này luôn nha bà con, là mà để chữ nano nặng ký, cái chai nó dẹp giống như là cái chai dẹp mà hình tam giác, giống như chai Lucky của Tân Thành vậy đó. Mà cái chai đó thì mình hỏi là 90.000, còn chai này là 150. Bà con cộng vô hai thứ vô một lượt bà con xịt mà cái liều lượng bà con nhẹ lợi là xịt 30 thôi. Nếu mà con cộng hai thứ vô xịt chung thì bà con là một thứ là bà con xịt 30 cc thôi, cho bình 25 lít. Bà con xịt hai cử liền, bà con nhìn cái hộp gạo ha, nó no mà cái lá đài nó không phá nha, cái lá đài nó vẫn xanh bình thường, vẫn đẹp bình thường, như là nó không phải mà xanh chành như vậy nha bà con. Thì nó cũng phải xuống màu nhưng mà không phải là cháy giống như là mình xài những sản phẩm kali khác, nó không có cháy, nó cũng vàng chanh, hay là nó nhưng mà nó cháy nè, nhưng mà quá lắm là nó cháy đọt thôi, người nó không có cháy như mấy cái sản phẩm kia. Cái sản phẩm này là mình xài rất là ý luôn.
cái he thuốc ở trong thì nó cũng màu đỏ giống như gì nè. Mình xịt những thứ gì đó bà con ơi, và mình cái ưng ý là cái kali này và cái thẻ kali 7544 của Senta, để khi nào mà mình xịt cái cử cái cử cuối cái miếng 25 công mình mướn, mình sẽ chia sẻ cho bà con kali 7544 thôi. Mình tranh thủ xịt nha bà con, còn mấy bình nữa hồi nãy em chuyển mình chờ cho bà con ơi. Chúc bà con có một vụ bội thu nha. Chào bà con.